sta per la firma di me. Sau xong thì xe mới đi được đều được. Mỗi bên là một bên bánh. Còn đây, đây là nút xúc. À, mình sẽ ấn thử với các bạn xem nhé. Đấy, xúc à. Xúc à. Đấy. Đây là nút thả này. Nút thả. Đấy, mình sẽ thả. Thả được. Đó. Còn đây, đây là nút xoay. Trái rồi vậy. Không bạn. Mấy cái bạn. Đây. Hai nút này, cả hai nút này đều là hai nút xoay. Xoay à, xoay. Đó các bạn thấy chưa? Xoay à. Đó. Còn đây, đây là nút công tắc. Nút để bật cái điều khiển này lên. Còn đây là nút auto. Nút này là lúc mà khi mà mình ấn thì chiếc cần cẩu sẽ tự động di chuyển. Đấy thì chúng ta đã đến này tìm hiểu chiếc máy xúc này. Sau đây chúng ta sẽ đi chơi thử chiếc máy xúc này để xem chiếc máy xúc này thú vị ở điểm nào nhá. À đi ạ. Tiến lên, tiến lên.